Một trong những cái vấn đề mà các bác làm trang trại hoặc là trồng cây, đó là cái vấn đề về cỏ dại. Cỏ nó sẽ lên rất là nhanh và mất rất nhiều chi phí, cũng như là cái cây trồng sẽ rất là chậm lớn nếu mà bị cỏ dại nó xâm nhập, nó tấn công, nó mọc, nó chen hết cây ăn quả của mình, hoặc là cái loại cây hoa như vườn nhà em đây. Thì làm thế nào để mà mình hạn chế được cái việc cỏ dại lên mà chi phí ít nhất và tốn ít công, cũng như là mình không cần phải sử dụng đến thuốc trừ cỏ? Thì có một giải pháp rất là hay, và ở đây thì trang trại vườn nhà em đã sử dụng 2 năm rồi. Sau khi sử dụng thì em thấy cái giải pháp này nó rất là hay, cho nên là ngày hôm nay em sẽ đưa cho các bác một cái giải pháp, đó là sử dụng cái bạt che phủ cỏ như ở đằng sau em đây, như ở đằng trước em đây, để mình hạn chế cái việc cỏ dại lên gần như là phải đến 90% nếu mà các bác che phủ như này. Nếu bác nào quan tâm đến nội dung sử dụng bạt che phủ cỏ ngày hôm nay thì ở lại xem hết nội dung em sẽ chia sẻ, sau đấy chia sẻ những cái lợi ích và em sẽ báo giá cho những cái mét bạt là được gọi là bạt che phủ cỏ nhé, không phải ly lông. Các bác phải hết sức là để ý cái đoạn này. Ly lông thì nó khác, còn bạt như này thì nó khác, và bạt thì tất nhiên nó đắt hơn. Lợi ích thứ nhất mà khi mà sử dụng cái bạt ly lông này thì các bác thấy giúp em là cái độ bền của nó cao hơn những cái khác rất là nhiều. Ở đây em có thể ví dụ luôn cho các bác xem này. Ở đây ví dụ như cái bạt này, quay gần một chút. Ở đây thì hôm nọ em mới cắt đi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đầu tiên là nó rất là bền. Nó rất là bền đây, các bác nhìn này. Em kéo vậy. Phải dùng hết lực nó mới giãn ra như này các bác. Đấy. Và bên dưới nhé, cái đất này khi mà các bác sử dụng cái bạt này thì các bác hình dung là cái lợi ích nó đem lại, đó là cái đất bên dưới nó rất là tươi xốp. Nó không bị tức là không bị xói mòn, không bị rửa trôi, không bị chai đất, cho nên cây nó sinh trưởng rất là tốt luôn. Đây em bốc một ít đất lên cho các bác xem này. Đấy, đất bên dưới cứ bình thường, nếu mình không che phủ cái cỏ này, cái bạt này, thì em nói các bác bốc này làm sao được, bởi vì đất nó chặt vào rồi. Nhưng đây đất nó rất là xốp bên dưới này. Và đất này nhé, cái bạt này nó vẫn mưa, nó vẫn ngấm được. Đây bác thấy đất rất là ẩm này, hôm qua vừa mưa đất rất là ẩm này. Đó bên dưới đây, toàn bộ em cho bác xem này. Đấy, có cái đinh ghim nhé, đây là cái đinh ghim này. Khi mà bác mua thì mua thêm cả đinh ghim nữa thì dùng nó đỡ tiện, đỡ phải đậy, đỡ phải đào cắm que. Và em chia sẻ luôn là cái đinh ghim này, đinh ghim đặc biệt nhé, nó có cựa, nó có ngạnh để mình cắm xuống là nó không nhổ đinh lên. Đất này các bác ơi. Đấy. Thì đấy là lợi ích đầu tiên, là giúp cho cây trồng phát triển rất là tốt, bởi vì đất nó không bị xói mòn. Cái vấn đề thứ hai là cái độ bền nó rất là cao, thì chi phí đầu tư ban đầu nó cũng thấp. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là gì? Cái quan trọng nhất đó là giảm được cái chi phí tiền công. Giảm được cái chi phí tiền công cho các bác nhé. Ví dụ như là các bác ngày công lao động bây giờ, các bác cứ phân tích giúp em đi. Ngày công lao động bây giờ nó rơi vào tầm độ khoảng 300.000 một ngày. Mà nếu mà thuê người thì biết bao nhiêu cho đủ, đúng không? Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái bạt này, đầu tư một lần thôi. Đấy, nhưng mà sau nhé, tầm 5 năm mình không phải lo làm cỏ. Đấy, quá là nhàn luôn. Cơ nữa là cây nó lên rất là tốt luôn. Đấy. Và cái đầu tư ban đầu thì tất nhiên là nó đắt rồi. Thế nhưng mà mình nhàn công chăm sóc. Và đặc biệt với các bác làm chủ, tức là mình có một công việc kinh doanh khác, mình có một nghề khác, chẳng qua mình đam mê mình làm vườn như này thôi, thì chắc chắn là các bác phải đầu tư cái bạt này. Còn nếu không nhá, cỏ lên ăn hết cây. Bây giờ còn nếu mà các bác làm chuyên nghiệp, ngày nào mình ở ngoài vườn cơ, thì ngày nào cũng ra tạt cỏ thì nó sạch. Chứ còn nếu các bác chỉ lơi là ra một phát là cỏ dại nó mọc tùm, nó kín luôn cả cây. Thì cây khi mà cây trồng mà bị cỏ lên nhá, nếu mà mình muốn vực lại cái vườn đấy thì mất rất là nhiều công. Như cái vườn này lúc trước em trồng không chưa đầu chưa che phủ ấy, nguyên một lần thuê người ra cỏ nhặt cỏ đã hết 12 triệu rồi. Đấy, cả cái vườn này nó rơi vào tầm độ khoảng 8.000 mét một đợt thôi. Đấy là một đợt nhé. Nhưng mà nếu mà các bác vặt cỏ như thế, một năm phải làm mấy lần, đúng không? Thì đây là vườn mẫu đơn. Đây quay cho bác xem. Đây ở phía bên này là bụi này, và bên này nhà em cũng có sử dụng bạt che phủ cỏ luôn. Đấy thì trải qua khoảng độ 2 năm sử dụng cái bạt che phủ cỏ này thì bây giờ đây, các bác nhìn thấy cây rất là tốt luôn, cây lên rất là tốt. Đây thì ra phía này, và đây là mẫu đơn này. Ở đây thì em có trồng thêm cây, các cây giống nhỏ như cây thị này. Đấy thì ở đây nó chỉ lên một chút cỏ này thôi, tại vì là đây là lúc trước là em đánh cái cây mẫu đơn đi, thì em trồng lại cái cây đây cỏ hơi lên chút. Thì giả sử như cỏ nó có lên những cái điểm như này thì mình nhổ đi nó cũng rất là nhanh các bác ơi. Nó cũng rất là nhanh thôi, nhưng chả có gì là lâu cả, rất đơn giản. Ở đây thì em có kẹ thêm những cây khác. Thì vừa rồi em vừa mới chia sẻ các bác một cái giải pháp, đó là mình sử dụng cái bạt che phủ cỏ như này để hạn chế việc lên cỏ dại. Nó có rất nhiều lợi ích.
Thứ nhất là nó tiết kiệm công sức rất là nhiều, tiết kiệm tiền mặc dù mình đầu tư ban đầu. Thứ hai là cây phát triển rất là nhanh, đất không bị sói mòn và mưa vẫn ngấm được nhé, mưa vẫn ngấm được nước xuống chứ không như là cái ly lông, bởi vì cái này nó có ô thoáng, độ bền thì rất là cao. Và như ở phần đầu video em chia sẻ là với cái bạt này thì nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng như thời điểm hiện tại bên em bán là bán theo hoa hồng công ty thôi nhé, chứ không có lợi nhuận phần trăm. Tức là bên em bán cho công ty thì công ty đưa giá như nào thì bên em sẽ bán cho các bác như thế, sau đấy thì bán được thì công ty chiết phần trăm cho em khoảng vài phần trăm đấy. Em chia sẻ với các bác có hiểu không ạ? Có nghĩa là cái bạt này bây giờ là 7.000 đồng một mét vuông. Bên em có các khổ 1m, 2m, 3m, 4m. Thì các bác có thể tùy theo cái diện tích của nhà mình mà đặt sản phẩm này. Còn em cam kết với các bác là cái sản phẩm này nó quá là tuyệt vời. Nói chung là mình dùng xong cảm thấy nó rất là nhàn, không phải lo làm cỏ nữa. Nhưng mà em phải lưu ý là đầu tư ban đầu thì nó sẽ khá là đắt. Cho nên là bác nào mà thật sự quan tâm mà xác định đầu tư ban đầu, đầu tư một lần thôi, thì sau này mình không bao giờ phải lo đến công làm cỏ nữa. Và cây nó lên cực kỳ tốt. Đây, quay lại một lần nữa cho bác xem. Quay máy đưa chậm thôi, lần sau quay đi từ từ thôi.